Vâng, cửa hàng Yumi Audio xin mời chào các bác nhá. Thì hôm nay bên cửa hàng em có đi lắp cho một quán cà phê tại Ứng Hòa. Ứng Hòa Hà Nội, một combo bộ dàn gồm 2 đôi PK12 330 của DB Acoustic. Và một cặp súp DB Acoustic PK115. Và mỗi bên là để một chiếc súp và một đôi loa. Các bạn ạ, cái khung nhà đây thì là ngoài vườn. Đây bằng mái tôn, nó bị rung. Bị rung khá là nhiều. Và cùng với đấy là có bộ dàn là gồm có một chiếc quản lý nguồn P9 và một chiếc mic DB 550 Blast và một chiếc vang S600 Blast. Và cùng với đấy là hai chiếc đẩy, một chiếc đẩy này KD 1200 để đánh cho 10 cặp súp. Và một chiếc đẩy 4.8 dB để đánh cho 4 chiếc loa. Và sau đây thì mời các bác thưởng thức âm thanh sau khi đã setup xong. Lời hẹn lúc ta không xa rồi, mà giờ đây sao chỉ anh nhẹ nói. Anh cứ vô vấn tại sao vẫn cứ xa vời. Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi. Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi, tại sao giờ chúng ta đang đông như đang tăng khó như một đứa trẻ.
buồn phiền nào hơn khi anh trông thấy thế giới của mình xanh tươi bên ai. Vì sao người này đã tâm lo sẽ tim anh làm hỏng. Vì sao người này đang tâm lo sẽ